Xin chào các bạn. Như đã hứa ở video trước ấy, thì video này mình sẽ làm một bài hướng dẫn nâng cao về công cụ Color Grading. Thì đây là một công cụ mới xuất hiện ở trên bản Lightroom 2021. Thì ở bài hướng dẫn trước mình đã hướng dẫn các bạn tổng quan về công cụ này, cũng như là cái cách sử dụng và giới thiệu về không gian màu HSL. Thì bạn nào mà chưa xem thì có thể xem lại ở đường link góc trên bên tay phải nhé. Thế còn với cái công cụ này ấy, ngoài cái cách là ám những cái màu và những cái vùng như kiểu là mid-tone này, shadow này, hoặc là highlight này, đấy, ám những màu như này vào ảnh, thì cái công cụ này nó còn có một cái chức năng rất đặc biệt, đó là nó sẽ giúp các bạn fake những cái tông màu mà các bạn yêu thích với độ chính xác lên đến 80 hoặc 90%. Vậy để biết cách thức thực hiện như thế nào thì mời các bạn hãy cùng xem tiếp video nhé. Rồi ở đây thì mình vẫn sử dụng stock của nhiếp ảnh gia Kenkaka, một bộ stock rất là đẹp. Thì mình sẽ dùng luôn cái bức ảnh này để làm bài hướng dẫn cho các bạn xem nhé. Thì để fake tông màu thì các bạn cần phải có một cái tông màu đã, đúng không? Thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái bộ palette màu mà mình đã sưu tầm từ rất là lâu rồi. Đây, chính là những cái ảnh bình thường thôi nhưng mà nó đã được trích xuất ra những cái màu đẹp nhất trong bức ảnh ra để tạo thành một dải màu rồi. Thì để đưa được những cái tông màu trong cái dải màu này vào trong Lightroom thì mình sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của một website. Đấy, website đó tên là Color Adobe chẳng hạn. Đây, đúng rồi, Color Adobe. Thì đây là một website của Adobe nha các bạn nhé. Thì cái website này nó sẽ phục vụ cho các bạn là designer nhiều hơn, tức là các bạn thiết kế đấy. Vì cái trang web này nó chuyên dùng để phối màu này này. Đấy, có các kiểu phối màu rất là đẹp. Đấy, thì các bạn designer nào cũng biết cái website này. Rồi, thế tại sao mình lại giới thiệu các bạn cái website này? Đó là bởi vì ở cái trong website này nó có một cái mục tên là Extra Theme. Rồi ở đây nó báo là các bạn có thể kéo thả ảnh vào đây. Thì bây giờ mình sẽ sang cái mục Color Palette này. Mình sẽ kéo thả một ảnh bất kỳ vào để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Mình sẽ chọn thử cái tông màu xanh này đi. Mình kéo thả vào đây. Ok. Rồi các bạn thấy là ngay lập tức là cái website này nó tự động trích xuất ra 5 cái màu khác nhau và nó đưa xuống đây cho mình. Thì các bạn có thể kéo thả ảnh bất kỳ vào nhá, chứ không phải là cái ảnh Color Palette này vào đâu. Đây là mình để sẵn trong kho, mình thấy đẹp mình lôi ra mình làm hướng dẫn thôi. Đấy. Thì sau khi mà nó trích xuất ra 5 cái màu như này thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi các tông màu khác nhé. Ví dụ như là cái màu này mình không thích, đúng không? Mình có thể kéo ra đây, mình lấy cái màu tím đậm hơn một chút. Rồi, thế thì sau khi mà có được 5 cái màu rồi mà các bạn thích rồi, thì bây giờ làm thế nào để đưa những cái màu này vào trong Lightroom? Thì các bạn chú ý nhé, mình sẽ sang lại cái tab Color Wheel này. Rồi, các bạn nhìn ở dưới phần Color Mode cho mình, click vào, chọn cho mình hệ màu HSB. Rồi sau khi chuyển xong thì các bạn thấy này, ở đây sẽ có 3 thông số tên là HSB. Thì cái không gian màu HSB này này nó tương tự như cái không gian màu HSL ở bên Lightroom. Đây, mình cho bạn xem. Đây chẳng hạn. Ở đây, ở bên này cũng có 3 thông số này, HSL. Thì tại sao mình lại nói là nó tương tự với không gian màu HSB? Thì thực chất là nó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi. Thì cái H là Hue này, S là Saturation, L đây là Luminance, nó có nghĩa là độ sáng hoặc là độ chói. Thì cái B ở bên này nó cũng là Brightness, nó cũng là độ sáng hoặc độ chói đấy. Thì nó chỉ là khác nhau cái tên gọi thôi. Và cái không gian màu HSB này nó thực chất là có khác cái không gian màu HSL này một chút thôi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem là cái sự khác biệt đấy nhé. Thì bây giờ mình sẽ thử lấy một cái màu ở bên này, mình cho vào sang bên Lightroom nhé. Thì mình chọn cái màu này đi. Rồi bây giờ các bạn để ý này, ở đây có 3 thông số này, 1, 7, 4, 5, 6, 35 này. Nó tương ứng với HSB này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhớ 3 cái thông số này, 1, 7, 4, 5, 6, 35. Mình sẽ sang bên mục shadow này chẳng hạn. Thì mình cũng gõ đây 174 rồi, các bạn ấn phím Tab để chuyển xuống cái hệ màu phía dưới này. Đấy, 56 này, 35. Rồi các bạn thấy không? Ngay lập tức là các bạn đã copy được cái tông màu xanh ở bên này sang bên Lightroom. Nhưng mà mình nhìn lại các cái chỉ số của cái thanh này, hai cái thanh Hue và Saturation này thì đúng rồi, nó cũng tương tự như ở bên này. Nhưng mà ở bên này thì cái thông số bi nó nằm ở dưới này cơ, còn ở bên này thì nó nằm tít trên này. Nguyên do là tại sao? Thì bởi vì là cái Luminance này, cái gốc không của nó nằm ở giữa và nó có dương 100 và âm 100. Đấy, trong khi là cái không gian màu HSB này nó chỉ có từ 0 đến 100 thôi. Đấy, thì ở trường hợp này mình sẽ chỉnh đây về là ở đây là dương 35 đúng không? Thì mình nghĩ là phải chỉnh về âm 35 bên này thì nó mới đúng. Đấy, các bạn nhìn này, bây giờ các cái thanh chỉ số này nó đã giống với thanh bên này rồi. Đấy, vậy là các bạn đã copy thành công một cái tông màu ở bên này sang bên Lightroom. Rồi mình vừa thêm vào màu shadow đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sang bên highlight, mình sẽ thêm một cái màu nữa, nó là cái màu nhạt nhạt này đi, là 224187 đúng không? Mình sẽ thêm vào nào 224 này, các bạn ấn phím tab để chuyển xuống này, 10 này, 87. Rồi ok. Thì khi mà các bạn thêm màu vào ấy, thì nếu mà các bạn có thể, các bạn thấy nó chưa hợp lý lắm thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh lại một chút. Đấy, vì mình là mình chỉ lấy cái tông màu thôi, còn cái sắc độ mình có thể chỉnh đi một chút đi được. Rồi ok. Thì các bạn có thể chỉnh thêm vào cái mục blending này này, các bạn có thể để lên để cho sắc độ nó tăng lên hoặc là giảm nó đi. Đấy, thì ở đây mình đẩy lên một chút để lấy cái tông màu xanh nó đậm hơn. Rồi vậy là mình vừa thêm hai cái màu vào mục shadow và highlight. Bây giờ ở phần mid tone mình cũng cho thêm một chút màu nhá. Thì mình lấy cái màu xanh này đi, nó là 1741485 đúng không? Mình cũng gõ tiếp vào đây 174 này, 14 này, 85. Mình cũng giảm đi cái luminance đi một chút. Rồi tiếp đến các bạn nhìn xuống bên dưới, nó có một thanh là thanh balance. Thì cái thanh này là thanh cân bằng màu. Khi mà các bạn đẩy sang bên tay trái thì nó sẽ nghiêng về cái màu shadow hơn, đó là cái màu xanh. Và nghiêng về bên tay phải thì là nghiêng về màu highlight, tức là cái màu tím nhạt lúc nãy mình thêm vào ấy. Thì ở đây mình đang muốn có cái tông màu xanh nó nhiều hơn, nên là mình sẽ đẩy sang bên tay trái nhiều hơn để nó nghiêng về shadow. Rồi vậy là mình đã đưa được những cái tông màu của cái bức ảnh này vào Lightroom để add cho cái bức ảnh này. Thì do là cái stock này nó không phải là cảnh biển nên là có thể là màu, các bạn nhìn màu nó không được đúng lắm. Nhưng mà nếu mà có cái stock cảnh biển vào thì mình nghĩ là nó sẽ chuẩn hơn. Thì các bạn hoàn toàn có thể thử lại với các cái stock khác để kiểm nghiệm nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chỉnh thêm một chút xíu để cho cái bức ảnh này nó đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Thì bây giờ mình sẽ đẩy cái texture xuống này, đẩy cái clarity xuống chút. Đấy, trông cho ảo ảo. Thử thêm lên đây màu vàng một chút đi. Rồi phần effect mình sẽ thêm cái grain vào, tức là các hạt bụi vào để cho nó giống cái ảnh màu phim, thêm vừa vừa thôi. Phần amount này mình sẽ làm tối bốn góc một chút. Rồi mình sẽ đẩy saturation nhẹ nhẹ lên một chút. Phần color mình sẽ thêm màu vàng. Rồi ok, vậy là mình đã thấy cái bức ảnh này khá là chuẩn với cái tông màu phim rồi. Thì mình hy vọng là với cái bài hướng dẫn này thì các bạn có thể tự fake cho mình những cái tông màu mà các bạn yêu thích. Bài hướng dẫn đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy bài hướng dẫn này có ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.